Mọi người ơi, Tết này em đổi nghề bán bánh phồng rồi. Rồi, bánh tráng Mỹ Lòng, bánh phồng Sông Đốc. Đây, bánh tráng Mỹ Lòng, bánh phồng Sông Đốc. Đó, đấy kia đó 60 đó, cái đó 50 tính kia là tính tiền sao đổi nha. Sâu, bánh phồng hả Sâu? Dạ. Bánh phồng đây, mày vô, mày vô. Ai mua bánh phồng, Sâu bán nè. Biết làm sao không, trời ơi, ui này mơ mốt biết có mưa không, mơ mốt là không có, một năm không có bánh luôn ấy một lần cái mà năm ngoái đó không có đâu, không có có té con. Bây giờ nó lên rồi, nó không có chịu cho giá này nữa. Mày vợ hút nó vô dặn cho má nó bán này. Bánh tráng hả? Bánh tráng hả mày? Bánh tráng ngọt hả? Bánh lòng bánh phòng Sông Đốc. Đây rồi, bọc đâu bỏ vô, trời bọc đâu bỏ vô. Có một bự rồi. Lấy bọn này cho bỏ cho. Ừ. Rồi. Cái gì bỏ để luôn. Cái này mới mua Tết đó hả? Mua Tết ăn hả? Ừ. Ừ. Có đem về cho ngoại Xu không? Đây. Đây này. Nào, bánh đây bánh. Ai? Cái này trái gì ở đâu hả? Học sinh ăn đi, học ngay hả? Ôi, bỏ trong dịch kìa. Bỏ trong dịch với trứng dúa. Ở đây. Ở đâu bỏ đâu? Bỏ đó chi vậy? Con quảng cáo bánh phồng đi Xu. Quảng cáo bánh phồng đi. Bánh phồng đi mọi người ơi. Kêu đi. Bánh phồng, bánh phồng. Bánh Xu cái trời này. Nó mới có lời. Lớn mắc tiền khó bán. Nhưng mà bánh này đang phải gửi đi Mỹ nè, tại dặn một thứ này để lộn xộn mình bán có tội nữa, mình lấy cái nhỏ lớn mà lấy bỏ là hôm hai nhà hả? Ừ. Đó, 22 33. Hôm hai là có ngàn bạc lại gì? Lời để dụng 2 ngàn cái công này kia hả? 23, 33 bỏ đây. Vậy đó. Hả? Su. Su ơi. Su à. Su à. Chạy tới chạy lui. Su. Mày giờ lấy nhà mày thì 22 hà. Còn mày 32 hà lấy mày. Ba 369 hả? 23. 39. Cái đó là gì? Ủa. Cắn luôn hả? Thì tính này này 32. Ai ai cho con? Tính sao? Ai biết về tính giờ tính rồi cái đó là. Cái đó là gì? 22. 22 này 33. Ừ. Tính sao? Hử? Đó. Tôi tính nhiều tính rồi cái tôi ghi giấy cái tôi cộng lại tôi biết nhiều tôi không có bán lẻ. Tôi sợ gì. Rồi sắp về đây. Ê, ăn rồi sẽ hết rồi lại không biết. Cái nó cắn nó giục giỏ kìa. Trời ơi, sành điệu luôn cha nội ơi, tao mà bê lớp mà tao chưa có biết ăn như mày, mày ăn không kìa ông nội. Dạ, ăn được rồi, dục nè. Dục cái bát này, coi xuống nó ăn xe nó dục à. Đâu, dục đâu đâu. Đó. Đó, sợ gác đó. Sợ gác đó, thấy chưa, sợ gác kìa. Đứa nào dục. Kìa, coi nó ăn nè. Dục ra này nha, cắn nó bụt. Cho bà bảy viên coi. Cho bà bảy viên coi. Cắn nó bể rồi bụt, cái là lứt cái hộp ra liền. À, cảm ơn nha. Nó cắn ăn không có lợi nữa. Cắn bể đôi cái bạn nó lặn cái ruột ra cái gì. Cắn không có được. Mềm dẻo ha. Hay ha. Rồi, con nó cắn mà ai ăn được giải độc cho người ra lắm. Ờ, cắn cái bụp. Nhai luôn vỏ hả Su? Con nhai luôn vỏ hả? Không bao giờ nuốt. Cái bả cũng đỏ ra nữa chứ đừng có giỡn. Coi à, đó, vỏ. Đó. Thấy cô bà thấy chưa? Vỏ ra. Muốn miếng không đi xuống. Đó. Ăn điêu luyện cho cô ba. Cha ơi, thôi. Để xuống đây, xuống đi con. Ăn điêu luyện cho cô ba. Để xuống. Ừ. Ăn điêu luyện quá thì xuống con ăn. Đi. Thôi mẹ đi về, con mẹ ăn điêu coi. Thôi mẹ con đó đi mẹ đi về. Đổ từ lưng chân rồi, đổ từ lưng chân rồi. Tạ hồi hả? Hồi của rồi, bà ấy hôi hết rồi. Hôi hết rồi. Rồi đi về đi, hôi hết rồi. Rồi hết rồi, lại lắp lại. Mà họ cái hai nhân nợ nó mới hái hay gì á. Hái hôm qua bỏ tủ lạnh. Ừ. Đồ biết dặn lại đó ta, hay ta. Về đây.
Rồi bưng về rồi gớt nữa chứ đâu, gớt nữa. Cho bảy hết đi. Gớt nữa chứ đâu. Chúng ta cho bảy đi. Của con. Của con. Rồi, lắp kìa. Để lắp lại. Rồi đi xuống đi về lẹ lên bà bảy bà hôi hết bây giờ. Không ngay à.